Đây, cái này nè, để lên nguyên cái mặt, ngủ luôn nha, ngủ luôn, để nguyên cái mặt nè, ngủ luôn cho em. Cái đó là mặt dạ ủ vàng đó, làm mờ vết nhăn, làm chống lão hóa, cấp ẩm là cái này, hũ này nha, 620 ngàn. Về đây lấy vàng trong đây ra, không phải vàng một hộp vậy em, đợi cây vàng. Nước hoa của thương hiệu Hương Thị hôm nay mới ra chai Mỹ Mỹ Mimi. Rồi.